Thưa quý vị, hai ngày qua, do thực phẩm hỗ trợ từ các tỉnh về thành phố Đà Nẵng bị chậm so với dự kiến, nên để kịp thời cung ứng lượng hàng này đến với người dân, các tổ hỗ trợ tại quận Thanh Khê đã cùng nhau thức xuyên đêm, phân loại, phát từng suất rau, củ đến với các hộ gia đình, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tổ dân phố số 4, phường Chính Gián. Đồng hồ lúc này dù đã điểm 21 giờ nhưng anh Nguyễn Trí Đức, một thành viên trong tổ hỗ trợ mới bắt đầu chất đầy những suất rau củ lên xe máy để đi phân phát cho 54 hộ dân trên địa bàn. Không riêng anh Đức, các thành viên tổ hỗ trợ trên địa bàn quận Thanh Khê cũng thường xuyên động viên nhau, cố gắng phân hàng để phát hết cho người dân ngay trong đêm. Năm chia đều 54 hộ, vì giàu nghèo như nhau, người giàu mà không nhận á thì có thể mình lấy phần đó mình chia cho người khó khăn hơn nữa. Mà hỗ trợ người dân trong tổ mình phải chia đều. À, có thể mình không có cũng được nhưng mà người dân phải có đầy đủ. Thì mình chia ra theo 3 tổ dân phố và chia cái nhu yếu phẩm này ra theo từng cơ hộ dân. Sau đó là anh em đưa đến từng nhà. Với sự nhiệt tình trách nhiệm của các thành viên trong tổ hỗ trợ, lượng rau củ đợt này đều đảm bảo phát đến tay những hoàn cảnh khó khăn, những người lao động, sinh viên thuê trọ bị kẹt lại Đà Nẵng do Covid-19. Những ai chưa kịp nhận hàng sẽ được tổ hỗ trợ liên hệ để nhận vào ngày hôm sau. Chính quyền cũng có quan tâm cho những người trong bị cách ly chứ không đi mua được này không ra được thì mình cũng có thể ăn qua được vài ngày còn đỡ hơn chứ ra đâu có việc đưa mua đi. Trước dịch em cũng chuẩn bị đồ thực phẩm nhưng rất là khó mua và là tiền cũng không có nên em nhận được quả này em rất là vui và hạnh phúc. Theo thống kê, chỉ trong 2 ngày 16, 17 tháng 8, hơn 500 tấn rau củ quả từ các tỉnh Tây Nguyên, Quảng Nam đã được bàn giao đến các quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là số nông sản mà các doanh nghiệp, cá nhân ở các địa phương đăng ký hỗ trợ thành phố Đà Nẵng trong thời gian thực hiện siết chặt giãn cách để phòng chống dịch.